Tiện đây cũng xin cảm ơn anh em, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video cho tới chiều nay khoảng chừng đó 4 giờ rưỡi chiều á, khi mà mình vào cái mục mà YouTube analyze á, thì trong đó mình thấy được ý có tiền ở trong đó. Cảm thấy vui lắm, có tiền mà. Rồi này chạy đây thì mình có A3 không, ngon dữ vậy. Spec sói lấy cái anti con này chạy tới lui. TF rồi. Soi một vòng skill của team mình ha. Team mình có hồi sinh nè. Có invi không? Có hồi sinh. Có farm tiền. Không có farm tiền. Có spec, có hồi sinh. Có Riki. Vì là bên kia hai cái invi. Invi BH, invi clip. Bên kia AM, Akat, hai cái blin luôn. Tốn đết rồi. Ông này hai ông farm. Ngon. Đủ mà nào. Hello, xin chào mọi người đang xem nha. Hay là San Kinh. Tay dài, tay ngắn. Cho xin cái mid đi.
Hello, mọi người đang xem video nhé. Chiều rồi, mình mới làm về, mới cơm xong, mới tắm xong luôn. Mình chơi khoảng vài trận. Thông thường trong mỗi buổi livestream thì mình chơi khoảng 2 trận, 3 trận gì đó, tùy theo thời lượng. Tầm khoảng chừng 8 rưỡi, 9 giờ mình sẽ làm công việc khác. Ngon dữ vậy. Farm à? Ăn con creep thôi. Đang Leon. Đàm bự gì? 58. Bê mít cũng mà hay. Level 5 à. Lẹ đi chim ơi. Cái này em đợi level 6 nó chơi mình liền. Chăm
thôi. Về suýt chết, may mà có ba hút. Ngon. Allies' town needs help. Lắc vậy.
Em lên đây. Trời ơi trời. Cũng bài bắt luôn, chơi luôn. Không lẽ à bà hết à? Không ai gấp gà hết. Vô đây farm chứ gì cho anh, tao biết mà. Thấy chưa? Biết mà.
căng vãi, may mà Blink kịp. MK Hello, xin chào. Xong một trận, cũng may là không ngập hành. Mọi người giờ này có ai chuẩn bị chơi không? Vô chơi chung nè.